Chào tất cả anh chị cô chú. Tối ngày hôm nay hãng Deadtone vừa về thêm nhiều sản phẩm mới nữa anh chị ơi. Thì Bảo cùng review cho tất cả anh chị mình xem tối ngày hôm nay. Và có thể nói là những mẫu tối ngày hôm nay thì mức giá nó cực kỳ phải chăng, nhưng mà nâng cấp nhiều thứ để anh chị cô chú mình quan tâm có thể là đặt mua nha. Rồi đầu tiên là anh chị thấy là Bảo để là máy khoan này, đầu cắt tôn anh chị ơi, đầu cắt tôn này anh chị nào á có máy khoan pin này, điện xài ok lắm. Nó tổng thể của nó là 4 bạc đạn anh chị nha, 3 bạc đạn là nó bằng đồ với một bạc thau ở đây nha. Anh chị mình xài á, cái đầu này là bạc đạn đôi, nó xài nó cắt được thép này. Đó 1.4 thì Bảo có review rồi, cắt cực kỳ ngon. Nhưng mà muốn bền á thì anh chị mình cắt ly 2, 1 ly đổ lại thôi. Và nó cắt được inox là 7-8 gem đổ lại là cắt chánh hết anh chị nha. Rồi tiếp tục là ba mẫu máy nén khí. Đó có con này Bảo tháo ra là tí Bảo nói chung là giới thiệu kỹ hơn con máy này để anh chị mình xài ở quê á, rất là thích mà giá thành rất là rẻ. Rồi Bảo sẽ đi vào giới thiệu anh chị nha. Đầu tiên là mẫu máy khoan pin đi anh chị ơi. Mẫu này á là nó cải tiến là anh chị thấy không, model á và cũng như là hộp sẽ được cải tiến một xíu anh chị nha. Với mã máy là M21D1050BL nha, hết hàng cũng 2 tháng rồi đấy anh chị ơi, giờ có hàng rồi. Rồi đợt này là anh chị thấy là cái đầu á thì công ty sẽ nâng cấp, ngày trước là đầu nhựa đúng không, bây giờ công ty nâng cấp hẳn cho anh chị mình á là đầu kim loại đúng anh chị ơi. Rồi thiết kế là đầu kim loại này chắc chắn nó sẽ ngon hơn rồi, đầu 10 ly, máy thì 2 chiếc hang, nó cấp trượt nhẹ nhàng anh chị nha, đầu thì chuẩn thôi rồi luôn. Đó máy là 2 cấp số nhanh chậm. Rồi anh chị nào mà xài sản phẩm Deadtone này công tắc nó chạy đếm vòng được luôn anh chị ơi, đếm vòng nó chạy mượt lắm. Đó thân không cải tiến thêm mà giá thành tối ngày hôm nay lại rẻ hơn mới hay nha. Đó ngày trước 700 mấy, bây giờ á thân không chưa pin sạc là 690.000. Thì nhân tiện video này á, anh chị nào mua mà pin nha, pin thì Bảo sẽ còn một ít sạc, Bảo tặng cho anh chị mình luôn. Đó cứ mua một thân một pin thì Bảo hỗ trợ sạc nha. Nhà Bảo còn cũng khá ít, không có nhiều đâu, thì anh chị nào mua mới tặng. Rồi máy sẽ đi kèm là 2 cấp nhanh chậm nha. Rồi Bảo đọc sơ về vòng tua của máy cho anh chị mình xem nha. Rồi máy là nặng 0.77 kg, cấp chậm á là tối đa là từ 0 đến là 400 vòng, cấp nhanh là từ 0 đến là 1650 vòng. Bóng là bóng LED siêu sáng anh chị nha, motor brushless không chổi than. Rồi Bảo báo giá đầu cắt tôn anh chị ơi, chính hãng Maitan nội địa này đặt quá trời nhiều luôn, về cắt tôn sóng này, inox này, đó ngay cả sắc hộp 1 ly 2 nó chơi luôn. Rồi mẫu này á là cái mẫu phiên bản ngon nhất mà Bảo từng bán nha. Đó ngày trước Bảo có bán màu đen rồi, đó mà anh chị nhiều anh chị phản ánh quá, Bảo ngưng không bán, qua màu trắng cũng thế luôn, Bảo cũng ngưng và tiếp tục là cho ra sản phẩm Maitan này, hàng nội địa này á là nó nâng cấp bạc đạn nhiều anh chị ơi. Đó riêng mà cái phần đầu trên này là 3 bạc đạn và một cái bạc đạn giữ cái này tổng 4 bạc anh chị ơi, tha hồ mà mình cắt luôn, cực kỳ ngược. Rồi mẫu này nó xài vừa, pin là rắp như này, còn nếu anh chị nào á xài bằng điện á là nó có cái ngàm này, đó anh chị kẹp vào bên hông này nha, là mình rắp. Máy khoan 13mm này, 10mm. Rồi mức giá có 180.000 thôi, Bảo bán cực kỳ nhiều mà lại là hàng chính hãng Maitan, rất là ngon đó. Rồi tiếp tục anh chị nào á mà thích chức năng gì đây, kickback control này á, là tức là chức năng chống lật ngược cổ tay đã cải tiến cho con máy 95 newton này anh chị ơi. Máy này thì công ty cũng đổi cái phần mà bo mặt, nâng cấp bo mặt lên là 95 newton nha. Rồi anh chị mình á mua thì Bảo giới thiệu mã cho anh chị mình luôn, với model máy á là M21ID1395ACT, tức là anti-lock anh chị nha. Mẫu máy này giá thành á là anh chị biết nó bao nhiêu không, nó không hề
mắc hơn sạc phòng 90 Newton đời cũ luôn. Đây là bản nâng cấp, chỉ có thân không, vâng, là 990.000. Đó, rất là rẻ anh chị ơi. Mẫu máy này có cái hay lắm, đó, mẫu cải tiến là anh chị nhìn bảo nha. Đó, có tay cầm đi kèm rất là dày, tì đặc luôn. Rồi anh chị lúc bấm công tắc, nếu mà vô tình mà túng tắc nè, là máy nó sẽ ngưng, thì công tắc bảo vẫn đang bấm nè, đèn nó sẽ chớp nha. Rồi anh chị thả ra, bấm lại bình thường nha. Đó, như này là ngưng. Đó, hay không? Nó bảo vệ cái phần mà khớp cổ tay mình trong thời gian mà mình xài lở tai nạn nghề nghiệp nha. Công tắc bảo đang bấm thật sự luôn. Rồi thả ra mình bấm lại bình thường. Đó, không phải là lỗi gì cả. Đó, công tắc giữ nguyên, đèn sẽ nhấp nháy. Mình thả ra bóp lại bình thường. Đó, rồi bảo sẽ giới thiệu chi tiết thông số máy anh chị nha. Đây, mình nhìn đây đi, hộp cục cải tiến luôn. Đó, motor á, là brushless, có chức năng là kickback control đây. Rồi xài pin là li-ion nè, motor brushless không chổi thang. Máy thân là 1,4 kg anh chị nha, đầu 13mm, có khóa lốc. Rồi máy sẽ đi kèm á, là hai cấp nhanh chậm. Trên đầu á, cấp chậm là từ 0 đến là 550 vòng, cấp nhanh là từ 0 đến là cấp chậm là từ 0 đến là 570 vòng, cấp nhanh á là từ 0 đến là 2000 vòng. Đó, đèn led siêu sáng anh chị nhá. Rồi, mẫu này á là anh chị mình á xài là đồng 13mm, nó khóa lốc cứng nè. Rồi đầu thì đương nhiên bạc thì nó chuẩn lắm, đầu kim loại anh chị nhá, 13mm. Đó, chân pin phổ thông. Máy thì đi kèm á là ba chức năng anh chị ơi. Đó, 20 cấp cược nè. Cấp cược mạnh lắm. Anh chị mình á thích yếu thì mình giảm đi cấp 1. Máy cực kỳ lực, được tăng này cũng như là cải tiến bo mặt. Rồi, bê tông anh chị nhá. Đó. Khoan sắc này, thân không, cải tiến mà mức giá không hề tăng anh chị ơi, 990.000. Mà ngoài ra anh chị mua sản phẩm 95BL này, công ty sẽ cho anh chị mình thêm một cái hứng bụi nha, cái cốc để anh chị mình khoan á, bỏ bụi khoan vào hứng bụi luôn. Cốc này bán lẻ là 30.000 anh chị nha. Rồi bên trong có sẵn máy thì đi kèm thân không, và đương nhiên anh chị nào mua pin thì bảo vẫn hỗ trợ sạc cho anh chị mình tăng kèm nha. Rồi tiếp tục bảo qua máy nén khí đi anh chị ơi. Mẫu máy nén khí mà anh chị chờ đợi rất là lâu, đã có hàng rồi nha. Đó là mẫu 3930 Plus nha anh chị nha. Mẫu này á là anh chị mình thấy á, là hai đồng hồ này, một đồng hồ báo khí, một đồng hồ là anh chị mình đã chỉnh lượng khí đi ra để phun sơn cho nó đạt yêu cầu anh chị ơi. Dây thì được nâng cấp là 5m, cực kỳ dài luôn. Mà giá thành không thay đổi anh chị ơi, 2.850.000 nha. Đó, vẫn là có là hai ống dây ra này. Cái cụm mà chỉnh khí này anh chị mua lẻ mắc lắm á, 180 đến 200.000. Đó, mua bèo bèo nó cũng phải 150 anh chị ơi. Rồi, tay cầm hãng Plus này á thì mình sẽ có thể tháo rời này, có thể là chuyển đi vào trong nha. Đó, tùy anh chị mình. Đó, bảo lấy cái dây ra đi, nó cánh dây chứ bình thường á lắp nó cũng nhẹ nhàng lắm. Và đương nhiên sẽ có hai con ốc chuồng chuồng ở đây, để bốn con nha, để mình giữ là đương nhiên rồi. Rồi bảo sẽ vào thông số đi. Đó, anh chị mình mua mẫu này là đồng hồ là có báo dòng điện nha. Đó, công tắc cơ nè, có gờ le cũng như là cái chốt an toàn đầy đủ anh chị nha. Hai phít tông cho tốc độ lên hơi là cực kỳ nhanh nha. Đó, gờ le điện tử xả hơi, lúc đề ba nó sẽ nhẹ nhàng hơn rồi. Rồi mã máy anh chị ơi, mã máy là DK AC 3930 Plus nha anh chị nha. Lực nén là 8 kg nè, công suất là 2 HP, 1500W. Tốc độ lên hơi thì con này phải nói cực kỳ nhanh luôn, 200 lít trên 1 phút nha. Đương nhiên mẫu này là mới nhất rồi, 2023 anh chị nha. Dung tích bình 30 lít, 2.850.000. Đó, cho con máy nén khí 3930 Plus này á. Rồi anh chị thấy mẫu Plus sẽ có là 4 bánh xe anh chị nha. 2 bánh trước cao su nhỏ giúp di chuyển nhẹ nhàng, 2 bánh sau cao su lớn. Đó, mẫu này là mẫu mới nhất hiện tại bây giờ.
Rồi, mai giờ anh chị cũng thấy á, là bảo có một cái tiêu đề ở đầu á, là mua một máy tặng một máy mà anh chị mình á cũng chưa biết là máy nào. Đó thì bảo giới thiệu con máy này anh chị ơi. Đó, tối ngày hôm nay mình mua sản phẩm máy nén khí mới về anh chị nha, hết hàng rồi đấy. Bây giờ model của máy là nén khí AC10BL này, mức giá là ngày trước bảo bán là 3.300.000 mà chưa có tặng gì cả. Đó, tối ngày hôm nay nó chỉ còn là 3.050.000 mà tặng kèm cho anh chị mình luôn một con máy khoan 710 đến từ hãng Deadtong luôn. Con máy này á là mã máy là DK ID 710B nha. Trị giá sản phẩm này á là 580.000 bảo đang bán nha. Đó, mẫu nén khí brushless này á thì nó chạy cực kỳ nhanh mà bình á thì nhỏ nhắn nè. Đó, thích hợp là gia đình cũng như là mình đi phun sơn dặm này kia, dây cũng là 5m anh chị ơi. Đó, brushless là chạy brushless là không chổi thang anh chị ơi. Đó, phần công tắc nó cũng dễ nha, on off nè. Đó, anh chị thấy không? Và đương nhiên máy sẽ có là hai cấp chạy nha, chạy êm nè, chạy tăng tốc. Rồi, mình có thể chỉnh bao nhiêu ký là máy hoạt động lại và bao nhiêu ký là máy tắt luôn. Đó, mẫu này á là giảm giá 250.000, tặng kèm luôn con máy khoan trị giá là 580.000. Là anh chị thấy sướng cực kỳ luôn. Riêng con máy này có thôi anh chị ơi. Rồi, bảo đọc mã máy cũng như là thông số nha, bình nhỏ nhắn lắm. Rồi, model của máy á là DK AC10BL nha. Đó, mẫu này với công suất là 1125W nha. Tốc độ lên hơi là 125L. Đó, và bình á là 10L. Trọng lượng bình là 11kg, khá là nhẹ anh chị ơi. Đi làm công trình á thì mình mua cây này, tốc độ lên hơi á, motor brushless nó xài cực kỳ là lên hơi nhanh anh chị nha. Đó, vẫn là 2 feet tông, nhưng mà thiết kế là anh chị thấy cái phần đầu này á, đầu này nó xịn nhất anh chị ơi. Đầu này á mình cắm vào không cần lôi ra, đầu này xịn lắm. Bảo cũng thích những đầu như này. Đó, hơi xả ở đây nè, van từ nè, van an toàn lúc mà gle gặp sự cố có hết luôn. Và đương nhiên cái phần này á, hàng xịn thì hai cái mà lọc gió nó bằng kim loại luôn anh chị ơi. Đó, hai quả bằng nhựa này á thì bảo thấy nó cũng chất lượng lắm rồi, mà nâng cấp hẳn hai quả này xài cực kỳ bền luôn. Rồi tiếp tục, và cuối cùng là anh chị thấy mức giá là 3.050.000 tặng kèm máy khoan anh chị nha. Đó, mình mua cây đấy về á là xài là vừa mua một mà tặng một anh chị ơi. Rồi tiếp tục là mẫu máy với mã máy anh chị nha. Ở đây thì bảo xa bàn quá, bảo không đọc được, thì anh chị mình quay lại đi, bảo đọc thông số cho. Model máy là DK AC50DR nha. Mã máy á là nó nén được 8kg nè, 111 Pepsi. Công suất con máy này lớn lắm, 5HP, 3750W. Tốc độ lên hơi thì cũng cực kỳ nhanh, 200L. Bình là 50L, tức là bình to đấy anh chị ơi. Đó, tối ngày hôm nay bảo tháo ra như này để anh chị nhìn thấy một con máy bơm hơi nhớt anh chị nha. Trong khi đó là hai con này hơi khô, nó sẽ êm hơn. Đó, nhớt thì anh chị mình á là xài á thì đương nhiên nó sẽ bền hơn một xíu so với khô. Nhưng mà ngày nay á thì công nghệ nó cải tiến rồi, nên là hàng khô nó cũng cực kỳ bền anh chị ơi. Đó, mẫu này bên trong là anh chị mình nó thấy hai cục tụ lớn không? Đó, trà bá lửa như này, bảo tháo ra luôn cho anh chị mình nhìn. Đó, nó xài á, cục đề ba là nó bằng cái phần mà bắt mặt vít anh chị nha, mặt vít bung. Đó, giúp đề ba máy khỏe hơn, và đương nhiên điện yếu á thì nó cũng đề ba được anh chị ơi. Đó, mẫu máy này thì bảo thấy là công ty chưa nâng cấp về dây 2m thôi. Đó, bằng đề 3 cho anh chị nè. Mặt vít lúc đề 3 nó sẽ tắt ra nha. Đó, cái kem là bảo cập điện luôn. Đó, anh chị thấy không? Rồi, cầm chia hơi á thì nó rất là to, đến từ hạt đét tâm trước giờ rồi. Đó, chia hai đầu ra anh chị nha. Gle này, đó có cái phần mà dây này á, giúp là đề 3 xong xả nó sẽ nhẹ ký nha. Bảo dòng điện nè, đó, đồng hồ này, đầy đủ hết. Và hai quả tụ này bảo nhắc lại nha,
đó giúp xài điện yếu tốt hơn cực kỳ so với những con máy một tụ nha, một tụ đề này, một tụ ngầm đó anh chị mình á, xài nó sẽ mắc máy cực kỳ. Và bên này nó sẽ có một cái gờ le quá tải anh chị ơi đó. Và đương nhiên máy này nó cũng có anh chị nhá, đó rồi lúc mà mình úp vào á, thì nó sẽ như này, nó gọn gàng lắm đó anh chị ơi. Bảo tháo cái phần bộ e này ra cho anh chị mình nha, đó ráp vào thì nó sẽ gọn gàng như này, thấy chưa đó. Anh chị nào mua thì cứ vậy, bình lớn này 50 lít 5 HP luôn, mức giá có 27 50. Rồi tối ngày hôm nay Bảo review toàn là hàng mới về, thì anh chị nào á cần mẫu máy nào đó, đặc biệt là những cái đầu cắt tôn là anh chị mình á xài gia đình tuyệt vời lắm, Bảo bán cực kỳ cháy hàng luôn nha, đặt nhiều quá trời luôn, giá thì cực kỳ tốt 180.000. Rồi Bảo báo giá lại đi nha. Đó anh chị nào á, mua thân 10 ly này 50 new nha, thân không có 690.000. Rồi mẫu 13mm có chức năng là kickback control này là 990.000 là thân không. Nếu mua kèm pin thì Bảo tặng sạc cho nha, là hỗ trợ anh chị mình thôi. Rồi 3930 plus đời mới bây giờ, hai đồng hồ có chỉnh khí đi ra 2.850.000, 5 HP 50 lít, mức giá là 2.750.000. Và một con máy 10BL brushless này là tặng luôn máy khoan mà giá có 3.050.000. Rồi anh chị nào có nhu cầu đặt hàng và tham khảo máy có thể liên hệ hoặc là nhắn tin qua Zalo. Rồi Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay review những sản phẩm mới về của hãng Decton tại đây.